Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Đồng Nai vừa ra thông báo kết luận về kết quả kỳ họp lần thứ 32, đề nghị kỷ luật một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị tiếp tục xem xét thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ năm 2015 đến năm 2020, xem xét kỷ luật ông Huỳnh Văn Lưu, nguyên bí thư Ban cán sự đảng ủy, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Đối với nội dung tố cáo ông Võ Văn Phước, bí thư Ban cán sự đảng ủy, chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy kết luận là tố cáo đúng và đề nghị Ban cán sự đảng Tòa án Nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Võ Văn Phước. Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Đồng Nai cũng đã xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với ông Nguyễn Thanh Lâm, bí thư đảng ủy, phó cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh và thay đổi hình thức kỷ luật từ cảnh cáo xuống khiển trách đối với ông Lâm.